Cả thế giới rùng mình lời tiên tri sấm sét của Vanga về đại dịch virus corona tại Vũ Hán, Trung Quốc. Chào mừng quý vị đã quay trở lại hành trình tìm hiểu lịch sử Trung Quốc. Kính thưa quý vị, những ngày qua cả Trung Quốc và các quốc gia trên thế giới đã không khỏi bàng hoàng khi virus corona gây bệnh viêm phổi cấp khiến nhiều người mắc bệnh. Tính đến thời điểm này đã có hơn 17 triệu người mắc và hơn 600.000 ca tử vong. Loại virus này bùng phát tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đây là một đại dịch toàn cầu. Trong bối cảnh các giới chức Trung Quốc và các chuyên gia y tế trên thế giới chưa tìm ra phương thuốc và vaccine phòng ngừa dịch bệnh, thì một số người đã nhớ đến lời tiên tri của nhà tiên tri mù vĩ đại, người Bulgari Baba Vanga. Vậy chúng ta hãy cùng khám phá xem lời tiên tri của bà Vanga đã ứng nghiệm như thế nào so với thực tế đại dịch viêm phổi cấp do virus corona gây nên. Xin mời quý vị cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Bà Vanga được cho là có khả năng nhìn thấu các sát kiện tương lai tới tận thế kỷ 51. Bà Baba Vanga sinh ngày 31 tháng 1 năm 1911 ở Strumica, Macedonia. Bà có tên thật là Vangelia Pandeva Dimitrova. Bà mất ngày 11 tháng 8 năm 1996 do căn bệnh ung thư vú. Bà sống ẩn dật cả đời mình ở vùng làng quê hẻo lánh Kuhut thuộc Pechik, Bulgari. Năm 12 tuổi, bà Vanga mất đi thị lực sau khi bị cuốn bởi một cơn lốc lớn. Người ta tìm thấy bà khi đó vẫn còn thoi thóp, vùi lấp giữa bụi và đá, hai hốc mắt chứa đầy cát. Bà Vanga làm bạn với bóng tối từ đó và đưa ra lời tiên tri đầu tiên vào năm 16 tuổi. Đó là lời dự đoán chính xác về nơi bọn trộm cất giấu đàn gia súc. Năng lực tiên tri của bà Vanga chỉ thực sự đạt đến độ chín vào năm 30 tuổi. Nhiều người tìm đến bà để xin những lời tiên tri, được cho là có cả chùm phát xít Đức Adolf Hitler. Bà được cho là có khả năng nhìn thấu các sự kiện tương lai tới tận thế kỷ 51, thời điểm vũ trụ này đến hồi kết thúc. Theo những phán đoán của nhà tiên tri mù Vanga được người thân thiết của bà tiết lộ, nhân loại sẽ phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế, dịch bệnh và thảm họa thiên nhiên trong năm 2020. Cụ thể, bà Vanga dự đoán trong 6 tháng đầu năm 2020, một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu sẽ bắt đầu trên thế giới, đồng tiền sẽ mất đi giá trị của nó. Theo bà Vanga, trong năm 2020 sẽ có hỗn loạn và bất ổn trên thế giới, khiến nhân loại phân vân, bối rối về nhiều vấn đề khác nhau đến nỗi tiền không còn đóng vai trò quan trọng. Bà cũng dự đoán 2020 sẽ là một năm khó khăn bởi dịch bệnh và nhân loại sẽ tìm kiếm một loại vaccine chống lại căn bệnh khủng khiếp trong suốt cả năm. Đồng thời, theo bà Vanga, loài người sẽ chinh phục được không gian trong năm nay, thậm chí còn có thể khám phá ra một hành tinh mới mà con người sẽ sớm gì cứ đến. Theo lời nhà tiên tri, hoạt động tích cực ở mặt trời sẽ gây ra thảm họa thiên nhiên. Nga dự kiến sẽ trải qua một mùa hè khô cạn, thiên nhiên gây ra những thảm họa nghiêm trọng cho Đài Loan, Trung Quốc và các quốc gia lân cận. Bà Vanga dự đoán một số trận động đất xảy ra ở khu vực châu Á. Theo một nghiên cứu, có tới hơn 80% dự đoán của bà Vanga đưa ra hoàn toàn chính xác khi đều đã xảy ra trong thực tế dù bà qua đời từ nhiều thập kỷ trước. Bà Vanga từng dự đoán chính xác về các sự kiện gây chấn động thế giới như sự trỗi dậy của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 ở Mỹ, sóng thần năm 2004, Anh rời Liên minh châu Âu EU, đại dịch Ebola. Dù vậy, nhiều người còn tỏ ra hoài nghi về tính chính xác của những lời tiên tri của bà khi nhiều năm qua đã có nhiều dự đoán không đúng. Tuy nhiên, phán đoán của bà Vanga về dịch bệnh trong năm nay có phần chính xác trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp COVID-19 do virus corona chủng mới gây ra đã bùng phát trên toàn thế giới, khiến hơn 4.000 người tử vong. Hiện, các quốc gia đang nỗ lực điều chế vaccine để ngăn ngừa loại virus chết người này. Dịch bệnh đã khiến nền kinh tế toàn cầu sụt giảm nghiêm trọng, các nền kinh tế lớn đều lao đao. Trong báo cáo hồi đầu tháng 3, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu chỉ đạt 2,4% trong năm 2020, giảm so với mức 2,9% trong tháng 11 năm 2019.
Tuy nhiên, nếu dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng và kéo dài, thì tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay có thể giảm phân nửa và chỉ đạt 1,5%. OECD dự báo nền kinh tế toàn cầu có thể phục hồi mức tăng trưởng 3,3% vào năm 2021. Nếu dịch COVID-19 đạt đỉnh ở Trung Quốc trong quý 1 năm 2020 và các ổ dịch tại những quốc gia khác được kiểm soát. Tuy nhiên, trong viễn cảnh tồi tệ nhất là dịch COVID-19 tiếp tục lan nhanh, nền kinh tế nhiều quốc gia sẽ rơi vào tình trạng suy thoái. Hãng tin Bloomberg vừa đưa ra 4 kịch bản kinh tế đối với nền kinh tế toàn cầu do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo kịch bản tệ nhất, nền kinh tế Mỹ, Nhật Bản và khu vực đồng euro đều rơi vào suy thoái, tăng trưởng GDP thế giới giảm về mức 0%, sản lượng toàn cầu tổn thất đến 2.700 tỷ USD. Quý vị thân mến, khi người thân nhà tiên tri Vanga lần đầu công khai về những dự đoán kịch tính của bà cho năm 2020, tuy nhiên nhiều người tỏ ra nghi ngờ tính chính xác của những lời tiên tri này khi nhiều năm qua đã có nhiều dự đoán không đúng. Vậy những dự đoán của nhà tiên tri Vanga cho năm 2020 liên quan đến thảm họa thiên nhiên, chiến tranh và hòa bình cũng như những thay đổi ở châu Á có hoàn toàn chính xác hay không? Và để trả lời cho câu hỏi này, xin mời quý vị cùng theo dõi phần tiếp theo của video. Người thiết lập hòa bình trên toàn trái đất. Nhà tiên tri người Bulgari lưu ý thời gian này mang tính định mệnh và bước ngoặt đối với toàn nhân loại. Theo Sputnik, Vanga nói vào năm 2020 sẽ xuất hiện một người có thể mang đến niềm hy vọng và thiết lập hòa bình trên toàn trái đất. Vấn đề toàn cầu, thiết lập hòa bình ở Trung Đông phải được giải quyết, theo dự đoán bằng nhân vật số 8. Vanga nói, khi số 8 ký kết, hòa bình sẽ đến trong 1.000 năm. Và tôi hy vọng điều này sẽ xảy ra sớm thôi. Số 8 này là ai, hiện vẫn còn là một bí ẩn. Châu Âu sẽ bị chấn động bởi các thảm họa xã hội liên quan đến sự đụng độ của các nền văn hóa khác nhau và dòng người di cư. Theo lời của nhà tiên tri, tại Ukraine vào năm 2020 sẽ diễn ra những sự kiện lớn và vào cuối năm nay, bà nói về mối quan hệ ấm lên giữa Nga và Ukraine. Bà cũng tin rằng hầu hết những trẻ em sinh năm 2020 lớn lên sẽ trở thành các thiên tài. Vanga dự đoán vào năm 2020, loài người cuối cùng sẽ chinh phục được không gian. Có lẽ thậm chí sẽ khám phá ra một hành tinh mới mà con người sẽ sớm di cư đến. Kinh tế và sự hỗn loạn. Trong 6 tháng đầu năm 2020, theo dự đoán của Vanga, một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu sẽ bắt đầu trên thế giới. Nhà tiên tri trong suốt cuộc đời bà đã từng tuyên bố vào năm 2020, đồng tiền sẽ mất đi giá trị của nó. Vanga dự đoán sẽ có hỗn loạn và bất ổn trên thế giới, đến nỗi tiền không còn đóng vai trò quan trọng. Nhân loại sẽ bị phân vân, bối rối bởi các vấn đề khác. Thiên tai sẽ có nhiều ánh sáng từ mặt trời nhưng không có nhiệt lượng, Vanga nói. Theo lời nhà tiên tri, hoạt động tích cực của mặt trời sẽ gây ra thảm họa thiên nhiên. Nga dự kiến sẽ trải qua một mùa hè khô cạn, thiên nhiên gây ra những thảm họa nghiêm trọng cho Đài Loan, Trung Quốc và các quốc gia lân cận. Vanga dự đoán một số trận động đất ở khu vực châu Á. Bà liên kết sự xuất hiện của động đất với hoạt động mạnh mẽ của con người. Do đó, tính toàn vẹn của địa hình sẽ bắt đầu bị phá hủy nhanh hơn. Châu Phi cũng sẽ gặp rắc rối, dịch bệnh lớn cướp đi số lượng lớn mạng sống của con người. Nhân loại sẽ tìm kiếm một loại vaccine chống lại căn bệnh khủng khiếp trong suốt cả năm. Bệnh phổ biến nhất trên trái đất sẽ là ung thư da, nguyên nhân gây ra bởi sự bùng phát thường xuyên hơn ở trên mặt trời. Băng ở Bắc Cực gây ra không ít lo ngại vì nguy cơ thảm họa môi trường sẽ khiến chúng tan chảy nhanh hơn. Một số dự đoán trên về chinh phục hành tinh khác, ánh sáng mặt trời không nhiệt lượng, ngay lập tức đã bị một số người chỉ ra sự vô lý hay không thể xảy ra trong khoảng thời gian gần tới. Bà Baba Vanga, người Bulgari, đã trở thành nhân vật được kính trọng trong giới thuyết âm mưu sau khi một số lời tiên tri được chứng minh đúng sự thật. Mặc dù bà Vanga đã qua đời năm 1996, nhưng các dự đoán của bà kéo dài đến tận năm 5079 và dự báo của năm 2020 sẽ gây lo ngại cho Nhà Trắng, Điện Kremlin cùng người dân toàn châu Âu. Theo đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng với sức khỏe, thậm chí có thể đe dọa tính mạng. Còn Tổng thống Nga Putin phải đương đầu với một vụ ám sát. Trong khi đó,
các tín đồ Hồi giáo cực đoan âm mưu thảm sát người dân châu Âu bằng cách tấn công hóa học. Tuy vậy, thực tế cho thấy lời tiên tri của bà Vanga không phải bao giờ cũng chính xác. Lời dự báo của bà Vanga năm 2019 cũng tương tự và không ai trong số hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ gặp chuyện không may như vậy. Các tín đồ của nhà tiên tri mù nổi tiếng này đã dẫn lại dự đoán về một thảm họa đối với châu Âu suốt nhiều năm nay, song điều này vẫn chưa xảy ra. Tuyên bố châu Âu sẽ không còn tồn tại vào năm 2016 của bà đã nhận được những cái gật đầu khi Anh bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu vào năm đó, làm náo loạn Brussels. Tuy nhiên, kết cục đã không trầm trọng đến nỗi chỉ còn đất trống, bãi hoang hay gần như không có bất kỳ hình thức sống nào như bà Vanga tiên đoán. Việc bà dự đoán một cuộc chiến tranh Hồi giáo tại châu Âu cũng chưa thành hiện thực. Trên thực tế, âm mưu ám sát nhằm vào Tổng thống Putin không thể bị loại trừ. Năm 2012, Nga từng chặn đứng một kế hoạch ám sát Tổng thống Putin. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga luôn được bảo vệ bằng những phương án an toàn nhất. Về phần mình, Tổng thống Trump đã không gặp bất kỳ vấn đề sức khỏe nào giống như bà Vanga đã dự đoán trong năm qua. Bà Vanga qua đời năm 1996 ở tuổi 85. Bà được mệnh danh là nhà tiên tri Nostradamus của vùng Balkan. Bà bỗng nhiên bị mất thị lực năm 12 tuổi sau khi bị mất tích sau một trận bão lớn. Gia đình tìm thấy bà trong tình trạng nhắm chặt hai mắt và bị đất bẩn bám khắp người. Vài ngày sau khi được người ta tìm thấy, bà có dự đoán đầu tiên của đời mình. Lời dự đoán nổi tiếng nhất của bà là sự kiện khủng bố tấn công nhằm vào tòa tháp đôi New York ngày 11 tháng 9 năm 2011. Năm 1989, bà Vanga thốt lên: "Kinh khủng, kinh khủng, anh em nước Mỹ sẽ ngã xuống sau khi bị những con chim sắt tấn công. Sói hú trong bụi rậm, máu thiện lương sẽ đổ." Ngày 11 tháng 9 năm 2001, tòa tháp đôi trung tâm thương mại thế giới bị máy bay của không tặc tấn công và sụp đổ hoàn toàn, gây ra cái chết của hơn 3.000 người. Đến nay, đây vẫn được coi là thảm họa kinh hoàng nhất của thế kỷ 21. Các sự kiện ấn tượng khác do bà tiên đoán phải kể đến việc thế giới chấm dứt nạn đói vào năm 2028, cư dân sao hỏa sở hữu vũ khí hạt nhân năm 2256 và trái đất trở thành hành tinh không có sự sống vào năm 2341. Quý vị thân mến, những lời tiên tri của bà Vanga trong năm 2020 có thể không hoàn toàn chính xác 100%, nhưng riêng về lời tiên tri về khủng hoảng kinh tế do đại dịch bùng phát trên toàn cầu đã và đang diễn ra, khiến thế giới một lần nữa phải khiếp sợ bởi những thiệt hại do đại dịch gây ra. Toàn thế giới đang phải gồng mình chống chọi với đại dịch nguy hiểm này. Vì vậy, bản thân mỗi người cần nâng cao ý thức để bảo vệ chính mình và những người xung quanh, góp phần ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh dịch. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.